Xin chào, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Những vụ bán độ chấn động của bóng đá Việt Nam. Đã có không ít vụ bán độ, dàn xếp tỷ số trong làng bóng đá Việt Nam bị cơ quan chức năng phanh phui và đưa ra ánh sáng. Nhưng bóng ba bán độ vẫn lẩn khuất, tạo nên những cơn ác mộng trong làng bóng đá Việt. Trong khi Quốc Anh trở lại giành quả bóng vàng, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Văn Trương được trở lại đội tuyển quốc gia, thì Quốc Phượng phải giải nghệ bốc vác mưu sinh, còn Văn Quyến lại sóng lay lắt ở Ninh Bình nhờ tình thương của bầu trường. Cùng Mr. Zero tìm hiểu những vụ bán độ chấn động của làng bóng đá Việt Nam nhé! Nếu thấy hay thì hãy để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube của tụi mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Sau 14 năm SEA Games mới quay lại Philippines và đó là dịp để chúng ta nhớ về khoảng thời gian tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi 7 cầu thủ bán linh hồn cùng niềm tự hào dân tộc cho quỷ dữ. Thế nhưng, đó không phải là scandal nhúng chàm duy nhất tại đất nước có tình yêu vô tận với trái bóng tròn. Đã có không ít vụ bán độ, dàn xếp tỷ số trong làng bóng đá Việt Nam bị cơ quan chức năng phanh phui và đưa ra ánh sáng. Những bóng ma bán độ vẫn lẩn khuất tạo nên những cơn ác mộng của làng bóng đá Việt. Nghi An bán độ tại Tiger Cup năm 1996. Tại Tiger Cup 1996, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất thất vọng ở hai trận đấu đầu tiên vòng bảng. Họ thắng vất vả Campuchia 3-1 và hòa chật vật 1-1 trước Lào bằng bàn thắng từ cú sút phạt của Lê Huỳnh Đức. Việc một nhóm cầu thủ chơi không đúng sức khiến huấn luyện viên Quay Khang tức giận. Ngay ở giữa giờ nghỉ, trận gặp Lào, ông đã chỉ thẳng mặt nhóm cầu thủ nói: "Các anh bán trận này bao nhiêu tiền?" Huấn luyện viên Quay Khang đã đòi đuổi một nhóm cầu thủ có vấn đề về nước. Tuy nhiên, sau đó, việc đã được dàn xếp êm thấm và câu chuyện lại bị đưa vào quên lãng sau khi đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương đồng. Khi về nước, huấn luyện viên Quang Gang đã phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam. Vụ nghi bán độ tại Tiger Cup năm 1996 chính là một trong những vụ việc tiêu cực đầu tiên ở cấp độ đội tuyển, dù chỉ dừng lại ở mức nghi án, nhưng rõ ràng tiêu cực luôn bao trùm đời sống bóng đá Việt Nam. Cú đá phản lưới nhà của Lã Xuân Thắng. Vụ tiêu cực ầm ĩ đầu tiên là cú đá phản lưới nhà của Lã Xuân Thắng tại giải vô địch quốc gia năm 1997. Đó là tình huống mà tất cả những khán giả trên sân hàng đẩy phải ngỡ ngàng. Trong trận đấu Công an Hà Nội thắng An Giang 4-3 ở mùa giải năm 1997-1998, trung vệ Lã Xuân Thắng gần như giữa sân bất ngờ quay lại, tung chân đá bóng vào khung thành đội nhà ở phút 90. Khi thủ môn Đỗ Thành Tôn đã dâng cao, Lã Xuân Thắng đã thừa nhận mình có vấn đề về tư tưởng và khẳng định: "Tôi làm tôi chịu, nhưng tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu." Lã Xuân Thắng đã bị treo giò vĩnh viễn, còn sự việc này ngay sau đó đã được điều tra là được giật dây bởi Toàn Còi, anh trai thủ môn Đỗ Thành Tôn. Mạnh Bẹo là những trùm cá độ có tiếng ở Hà Nội thời ấy. Cũng chính vì cú sút của Lã Xuân Thắng mà một trùm cá độ khác, Thắng Tài Dậu, đã mất gần 1 tỷ tiền độ vì ra kèo Công an Hà Nội chấp 1,5 trái. Còn Đỗ Thành Tôn, người cũng dính dáng đến vụ này thì còn thi đấu tiếp vài năm nữa trước khi giải nghệ. Sau đó anh đột ngột chết ở tuổi 30 vì có người cho rằng đó là một vụ tự tử do nợ đến 6,3 tỷ đồng. Trọng tài nhận hối lộ làm lệch kết quả trận đấu. Cho đến nay, đây là vụ tiêu cực lớn nhất của bóng đá Việt Nam liên quan đến các ông vua sân cỏ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, trọng tài Lương Trung Việt đã nhúng tay vào hầu hết các phi vụ dàn xếp trận đấu của câu lạc bộ Ngân hàng Đông Á, Thép Bomina. Lãnh đạo một số đội bóng như Nguyễn Tiến Huy, Vũ Tiến Thành, Lê Văn Cường, Tôn Hoa Sen, Cần Thơ đã nhờ việc quan hệ với các trọng tài và đề nghị họ điều khiển trận đấu theo hướng có lợi cho đội bóng của mình. Cụ thể ở V-League năm 2004, Nguyễn Tiến Huy, nguyên giám đốc điều hành câu lạc bộ Ngân hàng Đông Á đã đề nghị lo giúp cho đội bóng này khoảng 5 đến 6 trận có lợi và tiền thưởng mỗi trận từ 30 đến 50 triệu đồng. Các trọng tài đã tham gia phi vụ cùng việc là Phạm Hữu Lộc nhận 15 triệu đồng, Trương Thế Toàn 12 triệu đồng, Hoàng Thế Dũng 35 triệu đồng và Lê Văn Tú 15 triệu đồng. Ngoài ra, đối với các trọng tài khác tham gia điều khiển trận đấu, việc cũng bồi dưỡng cho họ một khoản nhỏ trong phần tiền nhận được từ Nguyễn Tiến Huy. Với vai trò chủ chốt, Lương Trung Việt bị kết án 7 năm tù về tội làm môi giới hối lộ, trong khi Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị 10 đến 12 năm. Cùng chịu hình phạt tù giam với Lương Trung Việt là cựu trọng tài FIFA Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, mỗi người 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Hoàng Thế Dũng, trọng tài cấp quốc gia, bị phạt 4 năm 6 tháng. Án tù treo 36 tháng được áp dụng với hai bị cáo kết tội có hành vi đưa hối lộ Lê Văn Cường và Vũ Tiến Thành. Vụ án Sơn Cao, Trương Văn Dưỡng.
Mùa bóng vô địch quốc gia năm 1997 diễn ra rất quyết liệt khi đội bóng nào cũng đạt chỉ tiêu trụ hạng. Chính vì áp lực đó khiến nhiều đội bóng rủ nhau đá trên bàn theo công thức 3 đi 3 về, mỗi đội có 3 điểm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ khui ra được việc bán đổ liên quan đến đội hải quan, bắt nguồn từ việc cầu thủ Trương Văn Dưỡng bị xã hội đen đe dọa đòi cắt gân chân vì lật kèo. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tại giải vô địch bóng đá các đội mạnh quốc gia năm 1997, Trần Phi Sơn, Sơn Cao cùng Trần Minh Trung đã móc nối với hai cầu thủ tại hải quan là Trương Văn Dưỡng và Nguyễn Phúc Nguyên Chương để dàn xếp trước tỷ số của một trận đấu. Hầu hết các trụ cột của hải quan đều nhận tiền tham gia làm đội. Trương Văn Dưỡng bị kết tội và nhận án 1 năm tù. Tuyển thủ quốc gia Nguyên Chương bị phạt 10 tháng tù treo và 2 năm thử thách vì tội đánh bạc. Nghi án bán đội trước SEA Games năm 2003. Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 22, đội trưởng U23 Việt Nam Vũ Như Thành bị chính huấn luyện viên Riddle đưa vào sổ đen với nghi ngờ bán đội trong trận khai sân Mỹ Đình. Thua thân Hoa Thượng Hải 1-2, cầu thủ này cũng dính vào nghi án bán đội tại cúp GVC mà anh mang băng đội trưởng. Dù chứng cứ không thực sự rõ ràng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đưa ra án phạt nặng treo giò 5 năm để răn đe. Thụ án được 1 năm thì Như Thành được giảm án từ 5 xuống 2 năm rưỡi. Đến nay, bản án của Vũ Như Thành vẫn được coi là còn rất nhiều bí ẩn, được coi như là một hành động thấy tốt để ổn định đội trước thềm SEA Games năm 2003. Cầu thủ Ninh Bình và Đồng Nai rủ nhau bán độ. Sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam lại rúng động bởi những vụ bán độ với sự tham gia của rất nhiều cầu thủ, trong đó có cả tuyển thủ quốc gia Olympic. Trong trận thắng 3-2 trước Kelantan tại vòng bảng AFC Cup trên đất Malaysia, 13 cầu thủ đá chính và dự bị của Ninh Bình thừa nhận đã nhận 800 triệu đồng để làm độ trong trận đấu này. Cụ thể, mỗi cầu thủ của đội bóng Cố Đô nhận từ 75 đến 80 triệu đồng. Sau đó, vụ việc đã được đưa ra xét xử với mức án cao nhất dành cho cầu thủ chủ mưu Nguyễn Mạnh Dũng là 3 năm tù. Các cầu thủ còn lại đều được nhận án treo. Quốc Vượng và đồng đội bán đội SEA Games năm 2005. Công Vinh mở đầu cho Trương nỗi đau Bacolod với những lời đầy ngậm ngùi. Bacolod là thủ phủ của tỉnh Negros Occidental ở phía tây của đảo Visayas, Philippines. Người dân Bacolod gọi nơi mình đang sống là thành phố của những nụ cười vì môi trường ở đây rất trong lành, thân thiện. Nhưng tôi không bao giờ ký định sẽ trở lại nơi ấy lần nào trong đời vì nó đi liền với một ký ức đen tối của bóng đá Việt Nam vào năm 2005. Đó là những chia sẻ của chân sút gốc Nghệ An về trận đấu của các cầu thủ đã bán độ với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar. Đây là vụ án làm rúng động làng bóng đá Việt Nam nổi tiếng trên toàn thế giới. Quốc Vượng, tiền vệ được mệnh danh là lá phổi của U23 Việt Nam, đứng ra giao dịch với trùm cá độ, rủ rê 6 cầu thủ khác dàn xếp chỉ để thắng Myanmar với tỷ số 1-0. Kết quả trận đấu đúng như tính toán ban đầu của các đối tượng khi nhận được số tiền lại quả là 490 triệu đồng cho hành vi bán độ. Quốc Vượng chia cho Văn Quyến, Quốc Anh, Bậc Hiếu mỗi người 20 triệu đồng. Quốc Anh cũng cầm 20 triệu đồng dùng Châu Lê Phước Vĩnh. Văn Trương và Hải Lâm do hối hận về hành vi của mình nên không nhận tiền từ Vượng. Vụ bán độ này được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 1 và phúc thẩm vào ngày 20 tháng 4 năm 2007. Kết thúc phiên tòa, Lê Quốc Vượng nhận án tù 4 năm, các cầu thủ khác chỉ bị án treo do có các tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm và Lê Châu Phước Vĩnh bị phạt 2 năm về tội tổ chức đánh bạc. Lê Bậc Hiếu và Huỳnh Quốc Anh bị phạt 2 năm 6 tháng vì tội tổ chức đánh bạc. Em bây giờ không cần giàu sang, em sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại cuộc sống xưa kia để có thể làm công việc khác và quay về với mẹ ngay lúc này. Tiền bây giờ không có giá trị gì cả. Đó là những chia sẻ của Văn Quyến, ngôi sao lầm lạc, nói với các phóng viên tại trại giam T16 Bộ Công an. Thời gian trôi đi, bán độ đã không còn là nỗi ám ảnh với người hâm mộ bóng đá Việt. Những năm qua, chúng ta không chỉ tận hưởng bầu không khí bóng đá sạch mà còn ngây ngất với liên tiếp những thành công của thế hệ cầu thủ mới. Không như lứa đàn anh, các cầu thủ bây giờ chỉ ra sân với niềm đam mê và khát khao bất tận. Chứng kiến họ thi đấu, người hâm mộ chỉ nghĩ về chiến thắng thay vì đặt câu hỏi về tính minh bạch của mỗi pha xử lý, mỗi cơ hội bỏ lỡ và mỗi sai lầm. Và nếu như vào năm 2005, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam được báo chí quốc tế đưa tin rầm rộ đến thế, nhưng buồn thay vì scandal tồi tệ nhất chứ không phải là vì một thành tích ngoạn mục nào đó, thì bây giờ mọi thứ đã đảo ngược. Chúng ta nhận được sự quan tâm của giới truyền thông thế giới vì các chiến tích đáng nể ở mọi giải đấu, mọi cấp độ. Sau 14 năm, Việt Nam sẽ trở lại Philippines để chinh phục giấc mơ vàng với ý chí thép cùng một trái tim thuần khiết, không gì mua chuộc hay làm vấy bẩn. Họ chỉ có thể khiến cho đất nước tự hào. Còn bạn thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với Mr. Zero bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!